Ora, que via. Chocar. Aí tu. Ai. Ai, ai. Já, como você. Ba tôi đã quy công. Những cái buổi thâu thanh, cái dĩa hát đầu tiên là Việt Nam một do UNESCO xuất bản dưới cái sự đóng góp của cố giáo sư Nguyễn Hữu Ba và bà tôi năm 1966, thì ngày hôm nay tôi được nghe lời là thầy Phước Trí đã tụng cái bài kinh Tác Nhất Thiện mà quý vị đã nghe năm chục năm nay rồi, thì cái bài đó đã trở thành ra một bài tùng tiêu biểu cho nền Phật giáo Việt Nam, nhất là Phật giáo miền Trung. Thì tôi đã nghe lời, tôi rất là xúc động. Tại vì cái bài đó tôi đã nghe từ hồi năm 1969 ở bên Pháp. Thì bài Tạng Chiến Điện tôi nghe hoài là một cái bài rất là hay. So với những cái bài tụng, những bài tụng là quý vị nghe là Nam Mô đánh thật từng cái, còn Tăng Nhất Điện là một chữ mà có thể hát được Tăng Nhất Điện. Kèn cốc, kèn cốc. Thành ra tất cả những cái đó, đó là cho thấy là cái sự phong phú trong âm nhạc cổ truyền của Phật giáo mà ba tôi đã gây dựng làm sống lại. Thì ngày hôm nay thầy Phước Trí đã cho thấy ra cái truyền thống được tiếp nối 50 năm sau, bài đó vẫn còn được hát và được phổ biến rộng rãi. Thì ngày hôm nay ba tôi đã được nghe cái bài đó sau 50 năm, thì cái sự đóng góp đó làm cho tôi rất là xúc động. Thì sau hết đó là tôi xin cảm ơn tất cả những người bạn trong ban tăng lễ, như là anh Nguyễn Đắc Xuân, chú và chị và cô Công Lý Khương, chú Thùy, chị Lý, chị Nguyễn Thế Thanh, chị Kim Cương, anh Ba Thanh, anh Nhã, anh chị Nhã, chị Hoàng Anh, tất cả những người ở đây, tôi không nhớ thứ dự là những người khác, là ví dụ như cháu Ngọc Hân, cháu Khánh Dân, hay là bé Na ở đây đã giúp việc cho ba tôi 10 năm nay, và nhiều người khác mà tôi không nhớ là tên ở đây, nhất là Tina Thiên Nga, là cái người đã đóng góp rất nhiều lo về vấn đề tài chính, là cho được tất cả những chuyện đó được rõ ràng. Thì tất cả những chuyện đó là cho thấy rằng cái buổi ngày hôm nay là buổi tuần 49 ngày đã được hoàn hảo, và được ra được tất cả mọi người đã đến chung vui, không phải chung vui là đến cùng cầu nguyện với cho ba tôi được thanh thoát. Ngôi nhà này là đầy những ấm tán của âm nhạc. Vậy có chị Thiếu Hoa, chị Phạm Thiếu Hoa, cháu Hải Phượng đã cũng đã đóng góp rất nhiều trong cái ban tăng lễ, trong ban nhạc tài tử, như là em Nhất Dũng là trong ban nhạc lễ. Thì tất cả những điều đó là bây giờ tôi không nhớ hết tất cả các tên, nhưng được cái sự đó đó là đã cho thấy là tất cả anh em đều thương bà tôi. Thì tôi nghĩ rằng ngôi nhà này đó sẽ là cái nơi tàn trữ tất cả những cái gì mà hay đẹp nhất của âm nhạc Việt Nam, đi từ hát bội, hát bài tròi, hát chầu văn, hát đờn ca tài tử Nam Bộ, và tất cả những anh em ta đã đóng góp với nhau. Thì không có lý do gì mà chính phủ lấy lại, không để chúng đến nơi này trở thành ra cái nhà Trần Văn Khê, một người đã hy sinh tất cả cuộc đời 70 năm, 80 năm trong gia đình tôi, là đời thứ tư, tôi là đời thứ năm, mà vẫn tiếp tục làm cho tất cả âm
tại Việt Nam. Và tôi đã làm nhiều cái âm nhạc Việt Nam thành di sản văn hóa phi vật thể, từ nhạc nhã nhạc cung đình Huế như nhạc cổng chiêng, dân ca Bắc Ninh ca trù, sau đó là đơn ca tài tử Nam Bộ. Tôi đã đóng góp tiếp tục theo chuyện đó, hát xoan ở Phú Thọ, hát phí dặm ở Nghệ Tĩnh, hát bài tròi ở miền Nam Trung Bộ. Và hiện nay là trong tháng tới tôi sẽ đi ra ngoài Tuyên Quang, là chính phủ đã mời tôi làm tham dự cái hồ sơ về hát then dân tộc Tày, Nùng và Thái. Và năm tới là tôi sẽ đi tham dự thêm về hát chầu văn, hát văn. Thành ra không phải là giáo sư Trọng Văn Khê ra đi là chấm dứt. Tôi có bổn phận, tôi tiếp tục theo ta biết gì. Tôi là người thứ hai đã học về nghiên cứu âm nhạc dân tộc ở bên Pháp trên 50 năm nay rồi, mà có lẽ là ở bên xứ Việt Nam ít biết. Mặc dù là tôi, nhà tôi đây đó là đã đi khắp các nơi trên thế giới 70 xứ rồi, làm tất cả nhiều việc cho âm nhạc Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Và cái ý nguyện của ba tôi còn mong ước là trong tương lai, mà cái chuyện nó chưa làm được, là đem âm nhạc cổ truyền Việt Nam đi vào trong trường học, vào những trường tiểu học. Mà chúng tôi đây đã làm từ 30 mấy năm nay ở hải ngoại, đã đóng góp từ mấy ngàn buổi cho tất cả những trẻ em Tây Phương. Mà rất tiếc rằng bây giờ không có điều kiện thì làm sao chúng tôi đi trở về để tiếp nối chuyện, mà đem tất cả sự hiểu biết của chúng tôi, nhiều kinh nghiệm dạy cho tất cả những trẻ em trên thế giới biết thế nào là nguồn gốc nhạc dân tộc, căn bản của nhạc dân tộc. Không phải là chúng tôi là những người giỏi, chúng tôi là chỉ là những viên gạch để cho tất cả những người bước lên trên đó để xây dựng được một cái tòa nhà nhạc dân tộc Việt Nam. Thì tôi nghĩ đây có thể trở thành một cái nhà để phát triển âm nhạc Việt Nam. Và tôi hy vọng và mong muốn rằng chính phủ Việt Nam nghĩ đến và thương một người đã xin cả cuộc đời, và tôi đây cũng xin cả cuộc đời, để mà đóng góp vào trong cái việc xây dựng tòa nhà âm nhạc dân tộc. Xin cảm ơn.